vâng, xin chào các bác. Em đang làm cái công tác vệ sinh một cái con đài bom bốc. Con này khá là quen thuộc. Đây chính là Victor T1. Dòng này thì em cũng bán tương đối nhiều rồi. Đây là một con kế tiếp này. Và các bác có thể nhìn thấy em đã vệ sinh một con xong xuôi và đang chạy test kỹ thuật. Và thấp thoáng ở dưới gầm bàn còn có con nữa. Để mà làm vệ sinh sạch sẽ những cái con đài này từ trong ruột ra đến ngoài thì đòi hỏi phải bỏ thời gian và công sức ra tương đối nhiều đấy ạ. Ở trong cái giới mà bán mấy cái thứ đài bom bốc này thì sẽ chia ra làm hai. Cái giới phổ thông nhất đó là những cái người ta nhập những cái con bom bốc như thế này. Người ta chỉ lau qua bên ngoài, sau đó là người ta cho lên sóng và bán với cái mức giá tương đối rẻ. Là bởi vì người ta có mất cái công sức để mà khui ra làm vệ sinh bên trong đồ. Và thường là những người đó người ta bán ra những con bom bốc như thế này là người ta không bao giờ có remote kèm theo. Còn cái giới thứ hai đó là bọn em bán ra ấy, thì luôn có một cái sự kỹ càng và cũng mong muốn là cái sản phẩm của mình khi bán đến tay khách hàng thì khách sẽ sử dụng nó bền bỉ trong khoảng thời gian dài. Tức là bọn em bán hàng kỹ chứ không phải là bán mang cái tính chụp giật gì cả. Con T1 này về hình thức là còn tương đối ổn. Nó có màu silver, màu bạc. Anh em chúng ta hay gọi là màu nhũ. Đây là phần mặt trước này. Nó bao gồm hai cái củ toàn giải ở đây. Con này khá khẩm các bác ạ. Củ toàn giải là củ vàng. Nó có nhiều phiên bản nha. Cứ vớ được con nào mà củ toàn giải, củ vàng là yên tâm. Nó có phiên bản củ trắng nữa. JVC 4 ôm, max 12W, Malaysia. Tất cả những con bom bốc mà em bán ra đều là hàng zin chất bãi, nguyên đai cam, chưa hề sử dụng tại Việt Nam. Chưa có ai tại Việt Nam được sử dụng những cái con này ngoài em ra. Em thì là một cái người gọi là chỉ là test demo và đảm bảo cho chúng nó về mặt kỹ thuật thôi, chứ không phải là em là cái người dùng gì cả. Do vậy là các bác đừng có mà so sánh với mấy cái con đài bom bốc hàng bờ của mấy cái thanh niên mà ở gần cái khu vực chợ Nhật Tảo thành phố Hồ Chí Minh nó đưa lên bán có vài trăm ngàn. So sánh như thế nó khập khiễng. Thì tất cả những cái con hàng bờ đấy thì là do mấy cái thanh niên đó thì ngồi ở quanh quanh cái khu chợ Nhật Tảo đó rồi bắt đầu là đi mua lại rồi bán ra. Đó là những cái thứ mà do dân Sài Gòn người ta chơi chán rồi người ta thải ra ha. Còn mấy cái thứ này của em ấy là nó thẳng từ bên kia về, chưa có ông nào tại Việt Nam được vinh dự sờ vào nó. Mấy cái giá trị của nó cao hơn. Nó là một. Thứ hai là những cái thành phần linh kiện của nó còn tốt. Nó chưa bị cái yếu tố nhiệt độ, độ ẩm và khói bụi của Việt Nam nó tác động vào. Do vậy là thành phần linh kiện của nó là còn tốt. Đây là phần táp lô mặt trước này. Đó, em cũng phải dùng chổi lông rồi thì khăn lau tỉ mỉ từng tí một, chứ không có phải là đơn giản như các bác nghĩ đâu. Ở trên cái con này, cái thành phần mà em ưng ý nhất, vì em thường xuyên làm bom bốc mà, cái thành phần mà em ưng ý nhất đó chính là cái bộ cơ cassette, chứ không phải là đĩa CD hay là đĩa MD. Thật sự là may mắn rồi, bởi vì cái con này, cái bộ cơ cassette nó còn rất đẹp,
để em lấy cái đèn pin em chiếu vào đây. Thực sự là bộ cơ cassette này còn mới, đầu tư của nó ấy cảm giác như là chưa hề bị quẹt dây băng qua, và đây có lẽ là một cái món quà đối với những bác mà yêu cái thể loại băng tép cassette. Bộ cơ cassette còn rất đẹp đó, đây là cái điều mà em cảm thấy rất thích, bởi vì là không phải là cái con bom bốc hàng bãi nào khi mà về tới Việt Nam cũng còn được cái bộ cơ cassette ngon như thế này. Cũng do cái quá trình bảo quản ở bên kia, bên kho bãi ở bên Campuchia chẳng hạn vậy. Có nhiều cái bộ cơ cassette ấy, nói với các bác tháo ra, thứ nhất là nó dơ, thứ hai là hai cái bánh tì nó bị lão hóa cứng ngắc à. Như vậy là con này may mắn có được bộ cơ cassette gần như mới. Điểm thứ hai đó là cặp củ toàn giải là củ vàng, nó cho cái chất âm tốt hơn một chút so với bọn củ trắng. Đây là cái bộ cơ đĩa MD này, em cũng phải vệ sinh tương đối là kỹ lưỡng. Đây là cái thành phần mà phức tạp nhất ở trong cái đài. Cơ đĩa MD ấy thì nó tinh vi hơn so với cơ đĩa CD khá nhiều. Thành phần này là tương đối phức tạp. Và tại sao nó lại phức tạp? Bởi vì nó còn cho phép cả ghi và xóa đĩa nữa. Trong khi là thằng cơ đĩa CD ấy thì nó chỉ thuần là playback đọc thôi, không ghi được. Và đây là bộ cơ đĩa CD này. Đó, em cũng phải vệ sinh sạch sẽ. Cơ mắt còn ổn, sạch sẽ. Đây là cái main xử lý bên phần đĩa CD này. Thường thì mấy cái con bom box này nó sử dụng những cái thế hệ chip, chân cảng nó chỉ bằng sợi tóc thôi. Đó, do vậy là khi mà mình muốn những cái con này nó chạy ổn định ý, thì bắt buộc phải tháo ra, dùng chổi lông vệ sinh sạch sẽ nó đi. Thì những cái thành phần ở trên cái bo mạch này nó sẽ hoạt động ổn định. Đây là main chính này. Trên cái main này thì nó sẽ có IC vi xử lý cũng như là IC công suất dàn loa. Đây là con IC công suất dàn loa này. Đó. Đây là tụ lọc nguồn chính và đây là hai con tụ xuất âm dàn loa. Chỗ này là ba cái con đèn ổn áp. Tất cả đều được vệ sinh sạch sẽ, tươm tất. Đây là con chip vi xử lý này. Về chất lượng bền vỉ của con này là còn ngon đấy ạ. Và đây là cái tăng phô nguồn. Thành phần này thì một lát nữa em sẽ chuyển nó về chạy 220V. Bởi vì tất cả những con như là T1, Z1, L1 trên cái tăng phô này nó đã có sẵn đường 220V rồi. Chỉ cần cải tạo lại một chút thì ngay lập tức con đài này sẽ trở thành một con đài chạy điện 220V. Ở đây là cái phần nửa sau này. Và cái con này cơ bản là em cũng nhiều T1, do vậy là em sẽ cố gắng để cho các bác thấy cái số series của nó nha. RCT1 MDSS Silver, tức là màu bạc, sản xuất năm 2004. Điện áp AC 100V, một lát nữa nó sẽ thành 220V. Công suất tiêu thụ là 25W. Số series 0605. Sẽ có ông hỏi là khi mà chuyển về 220V
thì con đài này quy đổi công suất ra là bao nhiêu? Ừ, đơn giản thôi, các bác cứ nhân lên gấp đôi nhé. Khi nó sử dụng điện áp 100V thì công suất tiêu thụ là 25W. Khi nó sử dụng điện áp 220V, công suất tiêu thụ sẽ là 50W. Tầm đó nhé. Còn lý do tại sao ấy thì xin mời các bác dở lại sách vật lý. Chúng ta sẽ hiểu ngay vấn đề. Vậy tất cả anh em chúng ta đều học hết lớp 12. Tất cả những kiến thức cơ bản về vật lý chúng ta đều nắm được, chẳng qua là vì chúng ta không không sử dụng đến nó, chúng ta quên. Chứ không, kiến thức anh em chúng ta ở trên này, kiến thức nhà trường là như nhau. Em thì cũng chỉ là một cái thằng học hết lớp 12 thôi, cũng như các bác cả thôi. Và công việc của em bây giờ là sẽ lắp ráp, sau đó là sẽ cho chạy test kỹ thuật qua một đêm. Mọi thứ nó ổn như kiểu con này ấy, thì là em sẽ cho lên sóng. Ở bên dưới là một con nữa, chưa lau chùi, chưa vệ sinh gì, bẩn nguyên. Đó, những ông nào mà ham rẻ ấy, thì cứ liên hệ với em sẵn sàng bán những con đài bom bốc chỉ bao điện, bao nguồn vào và không bao gì, với giá rẻ. Đó, các ông về tự dọn. Còn những thành phần khác nó có chạy hay không em không biết, là em chỉ biết là có điện vào thôi. Đó, đó là một cái hình thức bán hàng gọi là dành cho thợ. Giá có thể là chỉ bằng 2 phần 3 so với những cái con mà em đã phải bỏ công sức ra để mà lau chùi vệ sinh, để mà test kỹ thuật kiểu như thế này. Vâng, hẹn gặp lại các bác ở đoạn sau video. Vâng, em đã lắp vào xong xuôi. Và bây giờ anh em chúng ta sẽ bước vào những bản test. Thực sự mà nói với các bác, nghề chơi nó cũng công phu. Kể cả như đối với một thằng bán hàng như em. Để đảm bảo những cái yếu tố kỹ thuật cho một cái con đài nó có nhiều tài nguyên như thế này, thực sự là khó, không dễ đâu ạ. Vì bản thân em không phải là thợ, em cũng chỉ là một người bán hàng thuần túy. Nhưng cũng chỉ vì là muốn cho cái sản phẩm của mình nó được chỉn chu, sạch sẽ, tươm tất, thì bắt buộc phải bỏ thời gian ra. Chúng ta sẽ đến với bản test đầu tiên, đó là đĩa MD. Và đây cũng là cái điểm mà em thấy là một cái điểm mạnh ở trên con T1 này. Xác nhận cái ổ MD trên con T1 này xóa đĩa tốt, ghi và phát tốt. Ở trên cái đĩa này thì là em đã xóa nó đi, và sau khi nghe một cái đoạn ở đường lay in aux thì em đã ghi thử một đoạn demo vào chính cái đĩa này. Bây giờ em sẽ phát để các bác nghe.
Như vậy là anh em chúng ta đã trải qua phần đoạn test đầu tiên đĩa MD. Bây giờ để mà kiếm được một cái con T1 nó vừa ghi vừa xóa vừa phát tốt khoản đĩa MD là khó đấy ạ, không dễ đâu. Cách đây khoảng vài ngày thì có một anh khách quen, anh này thì cũng đã mua hụt của em dễ đến khoảng 4 5 lần. Ý anh ấy muốn là kiếm một con đài bom bốc của Victor, cốt sao là hình thức nó còn phải sạch sẽ tươm tất. Anh ấy cũng không ấn định là model nào. Ngày hôm nay khi lên model này thì xin phép các bác là em sẽ dành quyền ưu tiên cho anh khách quen kia trước. Nếu như anh ấy không lấy thì sẽ là cơ hội đến với những người khác. Bây giờ anh em chúng ta sẽ đến với bản test thứ hai, đó là đĩa CD. Khoản này em cũng xác nhận. Cửa đĩa nó không phải là gãy đâu. Cái lúc mình đậy vào ấy, lựa chút nha. Mắt đĩa ngon. Bây giờ em sẽ phát một đoạn đĩa CD. Đang loát. Cái đĩa này nó nhiều check, do vậy loát hơi lâu. Everyone, how are you today? Let's have fun with it. Em chuyển bài 5 luôn này. Hello everyone, how are you today? Let's have fun with English. Open your workbook to... trước khi làm đoạn video này thì em đã cho chạy đến 2 lượt đĩa CD rồi. Bây giờ anh em chúng ta sẽ đến với đoạn test thứ ba là băng tape cassette. Đầu video em có nói là em thực sự là rất ưng ý ở cái bộ cơ cassette trên cái con đài này. Đầu tư bánh tì gần như mới các bác ạ. Còn dây cu loa thì cũng phải thật thà mà nói với các bác là em không đào đâu ra dây mới để thay. Vẫn là dây zin của nhà sản xuất và qua 5 tháng thì chắc chắn là nó có trùng và sẽ có ba ti lê rồi. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào cái hàm lượng phần cứng của cái bộ cơ đó ấy, đối với những người mà chơi băng đầu băng cassette lâu năm, người ta nhìn vào hệ thống cơ chứ người ta không thèm nhìn vào cái dây cu loa đâu. Dây cu loa là cái thành phần dễ thay thế nhất, khó nhất là đầu từ bánh tì và hệ thống bánh răng. Chứ còn dây cu loa trùng ấy thì đối với những bác chơi băng tép lâu năm, người ta khắc tự khui ra để thay chứ không có gì khó khăn cả. Bây giờ em sẽ phát một đoạn băng tép cassette này.
Thường thì đầu tư bánh tì phải ngon thì mới thể hiện được một cái đoạn nhạc nét như vậy các bác nhé. Chúng ta đã test được 3 tính năng chủ đạo ở trên con Victor T1, đó là đĩa MD, đĩa CD và băng tape cassette. Bây giờ thì em sẽ test đến cái tính năng mà em bao chạy, đó là đường lay in aux, nghe thay cái loa vi tính. Trường. Chúng ta ấn vào cái nút YouTube TV này để chuyển. Trên con đài này có hai tính năng mà em bao chạy tốt, đó là đường lay in aux, chính là đường ngõ này, nghe thay cái loa vi tính và radio FM 108. Bây giờ anh em chúng ta sẽ chuyển đến khoản test radio FM 108. Những tính năng khác ví dụ như là đĩa MD, đĩa CD và băng tape cassette, em chỉ test demo mà không bao chạy. Em nói rất rõ như vậy để bác nào mua nắm được. Để nghe radio, chúng ta ấn vào cái nút YouTube TV này, chuyển đến có chữ FM hoặc AM, dò sóng bằng hai nút PCH lên xuống này. Chắc chắn sẽ xảy ra sự cố tràn nước rác ra môi trường. Và từ nhiều ngày nay thì bãi rác này cũng đã bị quá tải so với thiết kế ban đầu. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam, trên địa bàn đã xuất hiện ổ bệnh sốt xuất huyết tại phường Lương Khánh Thiện và phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý với 14 ca mắc. Đáng lưu ý ổ bệnh này tại khu vực đông dân cư gần chợ Bầu, nếu không kiểm soát tốt. Mấy cái con Victor này nói với các bác là nghe radio FM thì miễn chê. Chẳng qua là ở chỗ em thì bây giờ em đang quay vào cái khung giờ này, thì sóng FM nó bị rất nhiều thành phần nó can nhiễu, bắt nó sẽ bị xôi réo. Về hình thức con này mặt trước là còn tương đối ổn, sát theo tiêu chuẩn hàng bãi thì nhan sắc mặt trước này hoàn toàn có thể gọi là đẹp. Ở bên nóc phía trên, nếu mà ngồi mà soi xét thì kiểu gì nó cũng có vết chảy xước. Đơn giản thôi, bởi vì mấy cái con này vận chuyển về Việt Nam thì nó không bao giờ có thùng xốp, con nọ đè con kia nó mới gây ra những cái vết chảy xước ở bên trên. T1 thì nó có nhiều phiên bản e căng lưới thép như con này hoặc là phiên bản e căng bằng vải. Nếu như là một bác nào chịu khó theo dõi kênh của em ấy thì sẽ thấy được rằng là em đã bán đủ các thể loại phiên bản của T1. Chúng ta đã test xong đường lay in aux, bây giờ em sẽ quay về phía sau. Chúng ta cùng nhìn lại một lần nữa, cho dù ở đầu video em cũng đã review từ trong ruột ra đến ngoài rồi. Điện 220V cắm đâu cũng được nha. Thôi ở lỗ nọ lỗ kia thôi, xin phép em không nói nữa, bởi vì em nói quá nhiều rồi. Thực sự
Bây giờ mà kiếm được một con bom bốc Victor T1 mà còn được cái bộ cơ cát sát đẹp như thế này, hiếm đi các bác ạ. Em cũng không nhớ là đã từng khui ra bao nhiêu con bom bốc của các hãng, nhưng những cái con mà có được cái bộ cơ cassette đẹp như thế này thì nó chỉ chiếm vào khoảng 1/10, có khi không được 1/10. Tức là 10 con bom bốc Victor T1 khi mà nó về tới Việt Nam ấy, may ra có một con còn cái dàn cơ cassette đẹp tầm này. Và con này em bán nhỉnh hơn một chút so với những con xấu hơn nó, điều này là hiển nhiên. 1,2 triệu kèm theo cái remote học của Trung Cộng. Riêng cái remote này nó đã xứng đáng là 200 ngàn rồi nha. Và bác nào mua con này tự trang bị dây nguồn số 8, do shop em độ này hẻo không có dây nguồn kèm theo. Em xin nhắc lại, trên con đài này nó nhiều tính năng nhưng em chỉ dám bao hai tính năng chạy tốt, đó là đường line in aux x, nghe thay cái loa vi tính và radio FM 108. Những tính năng còn lại em có test demo các bác nhìn thấy rồi nhưng em không dám bao chạy. Lý do tại sao thì em đã có trình bày quá nhiều lần rồi. Và em cũng mong bác Giai ở khu vực Hà Nội vào xem video, nếu ưng thì báo lại cho em để tiến hành chốt cụ thể. Không ưng thì cũng báo lại em để em còn gả nó cho người khác. Vâng, em xin phép dừng video tại đây. Mọi thông tin chi tiết xin các bác vui lòng liên hệ theo số điện thoại em để ở chú thích bên dưới video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.